Để phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, 15 hecta trồng bưởi lô banh gáp ở thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng đã được cấp mã số xuất khẩu sang các nước Nga, Canada, Singapore. Đây là năm đầu tiên dùng trồng này được gắn mã số xuất khẩu. Ngoài diện tích bưởi trồng theo tiêu chuẩn Global gáp, xã Thanh Hồng còn 40 ha trồng theo tiêu chuẩn diệt gáp. Các dùng trồng bưởi trong mô hình diệt gáp lô Global gáp đều được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn, hỗ trợ một phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Xã Thanh Hồng có 130 ha bưởi đào, Hiện bưởi đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ, sản lượng ước đạt 2.100 tấn, tăng 200 tấn so với năm trước. Bưởi đào tiêu thụ thuận lợi với giá bán trung bình từ 12.000 đến 13.000 đồng một quả, chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.